Ra đây ngồi chuẩn bị giã dổi Tiến. Hả? Hôm nay qua tôi có nói với các bác là hôm nay làm cái món thử cái món gà sấy gà hun khói ấy. Cũng là gà sấy gác bếp ấy. Thật ra cái gà hun khói này nó cũng giống như phương Tây, người ta hay làm tất cả những cái thực phẩm đều có thể là hun khói được. Để thứ nhất là nó tạo cái vị khác biệt của cái khói này, thứ hai là bảo quản thực phẩm để lâu dùng lâu hơn. Và thứ ba nó ăn nó cũng khác hoàn toàn đấy. Thì hôm nay tôi có hai con gà khá là to. Nó rơi khoảng tầm 2 cân một con đấy. Thì tôi sấy thì hôm nay tiện thể ở nhà đang có sấy thịt trâu gác bếp. Gia vị tôi cũng dùng như thế thôi, tức là hạt dổi này, ớt này, mực khén này, muối. Hạt dổi giờ giã đã nướng xong rồi, Tiến giã chú nhá. Giã lên đi. Mạnh mạnh tay lên Tiến à. Không biết giã rồi Tiến này. Mạnh lên. Khi nào xong thì bảo nhá. Thế còn bây giờ tất cả các gia vị này trộn vào nhau đã nha. Cho cay cay ớt một tí ăn cho nó ngon. Xong một tí ta tầm vào con gà. Đợi hạt dổi giã xong đã. Gà gác bếp không biết có ngon không. Tôi cũng chưa ăn bao giờ, anh em trên này thì làm nhiều lắm. Thôi được rồi. Cho chung hạt dổi vào với cái gia vị này. Cái này ngon đấy nhỉ. Xong. Cho vào con gà đây. Sau tí nó mang đi sấy. Xoáy à? Ừ. Chân gà. Tươi ngon. Tươi ngon à? Tiến cũng biết tươi ngon à. Cánh gà. Cho hết vào đi. Xong phim. Giờ hoàn chỉnh tẩm ướp xong rồi, để đây đã. Cho nó ngấm. Chốc bắt đầu ta mới mang đi đặt lên giàn. Sấy. Đi ăn cơm đã. Còn một tí nữa cho nốt vào. Cho nó nhiều cho nó cay. Thơm. Thì trông nó ta sấy khô thế nào nó cũng rơi hết ra, nhưng mà con vỏ con gà này nó ngoài đâu chỉ có nằm ở phía trong này này. Đấy, phía trong bụng nó thì là nó sẽ nằm giữ được cái gia vị. Xong phim hoàn chỉnh hai con gà. Để đấy nha các bác nha, trông nó sấy nha. Bây giờ tôi cho con gà lên luôn nhá các bác nhá. Cho đoạn này anh đợi thêm. Xong là tí nữa ở nhà sấy sau. Cho nó lên các bếp. Đúng chuẩn của nó là phải ngửa cái để lên anh thêm nhỉ. Nước nó không ra ngọt thế nhỉ. Mình để ngửa thế này ấy, thì là cái nước ngọt nó nằm ở trong con gà này khi nó khô dần mà tôi sấy cá thế, không bao giờ úp cái mặt kia xuống ngay đâu. Nó khô xong bắt đầu ta mới cho nó lên. Thì cái giàn này tí bọn tôi mới sấy thịt, nhưng mà đợi một tí than nó nhiều ấy. Than này này thì bắt đầu mới đặt thịt sấy lên, thịt trâu các bếp mà. Còn cái này cứ để tạm mới đã. Thì tôi đi câu cá bây giờ. Để nhà tí nữa anh chị thêm mình chạy chỉ chăn sấy cho tôi. Chiều hy vọng là nó về khoảng tầm 5 giờ bọn tôi đi câu cá về là nó sẽ dùng được. Thì chiều nay uống bia luôn. Thường thì nếu mà các bác muốn sấy này có thể là sấy bằng cách là ta treo con gà lên nhá. Tức là xiên cái que vào thế này treo lên. Cái đấy thì hôm nào gần Tết tôi sẽ hướng dẫn các bác sau. Còn tiện thể hôm nay tôi sẽ sấy này trước. Nếu mà treo lên thì nhìn nó rất là đẹp. Nhưng không sao đâu. Đẹp lúc nhìn thôi chứ còn nó chất lượng như nhau hết. Thì ta sấy này. Đấy các bác nhìn nha, khói nó bay lên thế này là con gà dưới này. Đấy thì bắt đầu tiên là phải lấy cái khói cho nó phủ kín cái con gà đi cho nó tạo cái màu vàng với hai vị thơm của khói. Sau đó dần dần hơi nóng nó bốc lên ấy, thì nó mới làm cho con gà nó chín. Sấy kiểu này thì phương Tây người ta gọi là sấy nóng ấy, hot smoke. Thì tất cả những cái đồ thực phẩm đều có thể sấy được các bác. Sấy là để cho nó tạo cái mùi vàng của thực phẩm nhá. Tạo cái vị thơm của thực phẩm nhá. Và thứ hai là bảo quản được lâu hơn. Anh em trên này cũng thế thôi. Tất cả món gì thực phẩm như là
gà lợn châu bò sấy được hết, cá để bảo quản ăn lâu dài mà, với thứ hai là ăn nó cũng đặc sản ngon đấy. Gà sấy này có ngon không Tuấn? Ngon đấy. Ngon á. Cái này mà như Tết mà có uống rượu sướng nhỉ. Thoải mái nhắm gì. Trông nó phải phủ lên đấy các bạn, phải phủ lên. Mà tôi giờ đi câu cá, đi với thằng Tiến đi nghịch lắm Tuấn à. Nghịch lắm. Đi theo bác Tuấn thì không phải nói. Nhưng mà vui đấy, đi với nó vui lắm. Đây còn đây là thịt trâu, trông nó gác bếp cùng với con gà đây. Tôi đang để tẩm ướp cho nó ngấm hết gia vị đã. Sau đó bắt đầu mới cho lên dàn sấy. Giờ chúng ta đi ra suối chơi, chiều về bắt đầu hy vọng là cái con gà đấy nó chín ngon là có thể dùng được rồi. Chiều nay tôi sẽ bê luôn đây. Các bác nhìn đây. Chỗ này mà ngồi uống bia, uống bia nhắm thịt gà với thịt gà sấy thì nhất của đất. Thôi đi nhá. Chào các bác, chúng ta ra suối nhá. Tiến làm cái gì đấy? Làm lô cốt à? Đá nhá, đá cho phát văng rồi nhá. Làm lô cốt à? Chỗ này sướng nhỉ. Tôi không muốn tắm trước đâu, tắm trong tí mình đi phơi nắng dễ ốm lắm. Trẻ con thì nó quen không sao, nhưng mình không quen ốm chết đấy. Vừa tắm vừa phơi nắng này. Đi nhiều thì nhiều, chứ tôi đi nhiều lắm nhưng mà cũng không thể nào mà chịu được kiểu đấy đâu. Bọn trẻ con nó khác. Mình hồi bé nó khác, bây giờ nó cũng khác chứ. Nghỉ cho nó đỡ nóng xong đi tặng câu tiếp. Ôi ngả ra cái con đá sướng quá. Thôi tôi cũng tắm một tí đã, không câu cá nữa. Nghỉ một tí xong tắm đã. Tắm cho nó sướng. Hôm nay mỗi tội tiếc không mang theo cái máy ảnh chống nước xuống lội với bọn này sướng đấy. Kệ nó. Tắm nhá các bác nhá. Tắm. Tắm đi. Thấy tắm có sướng không? Sướng. Tiến nhìn vào đây xem nào. Tắm tiếp đi. Sao mà có anh? Được mấy con Tiến à? Không đếm mà. Thôi đừng đổ ra nữa. Câu một chơi một tí đi thôi. Hôm nay tôi tắm xong chẳng muốn câu cá nữa. Tắm sướng hơn. Thứ hai là xem nào. Chủ yếu là hôm nay nướng gà gác bếp. Ê, có mấy con này thì à. Mấy con này chốc cho mèo ăn à? Tiến mang về nhà nhá. Mang về nhà.
chủ yếu là làm gà các bếp các bác ạ. Nhưng mà ở nhà thì nóng lắm, nên tôi đi câu chơi một tí, xong là tắm táp, trông nó về là gà xong là ăn. Thôi chiều muộn muộn mát mát rồi, chuẩn bị về đi, Tiến ơi chuẩn bị về đi. Tôi nhặt được một hòn đá đẹp đẹp này mang về làm kê giấy, chặn giấy. Đấy. Tiến đâu rồi? Đi về thôi, xách cái túi đi Tiến ơi. Bây giờ chúng ta về nhà xem gà gác bếp các bác nhá. Xem ăn nó như thế nào. Làm lon bia lạnh uống cho nó sướng. Đi tắm đi câu này mệt quá. Hả? Thằng Tiến có uống bê không? Lội qua suối về bản đi. Xem thịt hun khói như nào, về đến nhà rồi. Khói. Ôi giời, nhức hẳn ra. Con gái khô chưa? Chưa chín rồi, thế này thì sáng mai mới được ăn rồi. Hoặc là đêm nay mới được ăn rồi. Hả? Không cần đâu anh thêm mà, không cần đâu. Em chỉ lấy xem con gà thôi mà. Thịt này thì còn lâu. Còn lâu, nó dày. Ôi giời. Con gà này chắc phải đêm mới xong rồi. Nhìn đẹp thế nhỉ. Thôi cứ để cho nó hun khói cho nó khô tí nữa đã. Ôi giời, chưa ăn được, chết rồi. Định bảo tí nó về uống bia mà thế này không được rồi. Úp nó vào đi. Đợi đêm uống bia. Đây này các bác, tôi bỏ hẳn ra ngoài cho các bác xem nha. Con gà này sấy từ lúc khoảng 1 giờ chiều đến bây giờ là 6 giờ tối, 5 tiếng, nó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đâu. Nhưng chưa như trưa nay tôi nói đấy, cho nhiều mà khén mà nó không có dính đâu. Đây này, nó dính bên ngoài thôi, rơi hết. Chủ yếu là phía dính phía bên trong này này. Đây các bác nhìn. Đấy. Dính phía bên trong này là chính. Thử sờ xem nào, phía bên trong này tương đối là cứng rồi. Bây giờ ta chỉ cần không sấy mặt trong nữa, sấy mặt ngoài đi. Chuyển sang sấy mặt ngoài đi, chân gà này. Bây giờ cái chân này mình sờ nó phải hơi cứng cứng một tí. Nói chung là giờ là ăn được rồi đấy, nhưng mà nó vẫn chưa ngon lắm đâu. Để một lúc nữa. Nhìn đẹp thế. Rồi. Thế này mà làm một miếng gặm xong còn có cốc bia nhỉ. Ôi thèm quá. Quay lại cho bác xem này. Đẹp thế. Rồi bây giờ tôi sẽ quay cho vào trong cái lò sấy thịt của chúng tôi, úp cái mặt lưng nó xuống. Đằng trong thì nó hơi khô rồi, chủ yếu là mặt ngoài thôi. Bây giờ nó phải xeo vào nữa cơ, nên như cái cánh này. Các bác nhìn nhá. Đấy, phần cánh nó xeo, nó cứng cứng như này rồi. Còn cái chỗ như chỗ nhiều thịt thế này nó vẫn chưa cứng lắm. Đây là hai là cái chỗ đùi, quan trọng nhất cái chỗ đùi này, nó vẫn chưa cứng. Để nó cứng cứng một tí nữa nhá. Đấy, bây giờ tôi úp nó xuống theo cái chiều lưng nó xuống, để lấy cái vị khói nó ám vào phần lưng hơn, với hai là để cho nó khô phần lưng hơn. Phần bụng này thì thôi bỏ ra, không dùng nữa. Còn đây toàn bộ thịt sấy, thịt trâu sấy của chúng tôi đấy. Đêm nay khoảng tầm 2-3 giờ đêm xong. Tối đa là 4 giờ đi. Ui khói lắm, gọi là thịt hun khói mà lại. Gà hun khói này. Sấy được mấy giờ nhỉ? Từ lúc 1 giờ đến bây giờ là 11 giờ kém 10 tiếng. Xong phim. Hoàn chỉnh rồi các bác. Rất tiếc là không quay ban ngày được, thì nó không nhìn màu đẹp lắm.
nhưng mà rất là vàng, mùi khói đấy. Tôi bỏ ra mệt rồi nha, chốc nữa uống bia. Ôi vàng ươm, ôi cứng rồi đấy, ngon đấy. Tôi để cho nó nguội tí đã nha các bác nha. Tí nữa tôi sẽ tả cho các bác biết xem mùi vị như thế nào, ăn kiểu này sẽ ra cái gì không nha. Để đã cho nó nguội đã. Xong ớt rồi. Ớt xanh, mắc khén, muối trộn vào với nhau. Bây giờ có hai con gà này thì tôi sẽ gửi một con về dưới Hà Nội, còn một con thì chia một nửa cho thằng Tiến, thằng Tùng, thằng Giang, mai cho anh em cho nó ăn. Lẽ ra cái này tôi định sáng mai mới ăn cơ, nhưng mà sáng mai tôi về Hà Nội sớm các bác, nên là tối nay quịch luôn, trông dàn thịt sấy ngoài kia thì ăn luôn. Và bây giờ bỏ một con ra để ăn thì con này, con này, còn cái con này thì để đây, xong là mai mang về Hà Nội ăn. Mày mà là đâm nê. Cái này bây giờ chặt thế nào được cho nó gãy đôi thành thêm nhỉ? Bẻ được nhỉ? Dao cướng được hay nhỉ? Bia đây. Làm gì mà không chín là thơm lắm này. Mỗi ông pha. Chị chăn uống không? Uống đi. Một phát. Thế còn con này thì bây giờ cái mùi vị nó như thế nào, tôi ngửi thế nào. Nó có hai cái vị đặc biệt các bạn. Thứ nhất là cái vị khói. Bây giờ cái thịt gác bếp nó có cái mùi khói. Thứ hai là cái gia vị của tôi tẩm vào nó vẫn còn hơi mùi một tí. Nhìn qua này tôi cũng chả biết nó có ngon hay không đâu. Chắc là sẽ không hấp dẫn bằng cái món gà nướng ở bờ suối. Bởi vì là gà nướng nó còn nhiều cái gia vị khác nữa, chứ không phải chỉ riêng mắc khén nào rồi. Với lại muối ớt đâu. Gà nướng kiểu kia thì nó mềm hơn. Thế nhưng mà làm kiểu này thì chắc chắn là nhận ra thấy có một cái vấn đề là các bác có thể để lâu dài. Thế các bác gác bếp này các bác có thể để trong nhà lâu, các bác thỉnh thoảng lấy ra nửa con các bác ăn. Chứ còn đối với gà nướng thì ăn nướng xong rồi ăn ngay. Cắt đi thêm này. Bộ đôi nhá. Hả? Bộ đôi à? Bộ đôi đi. Mày tí nó rửa sau. Cho thằng kia một nửa. Ôi giời, ôi giời. Ôi. Xem. Thịt xem nào, thơm không? Ôi, vẫn còn trắng thế này cơ mà, thơm. Cái này chín hết rồi. Đấy, cái này cho thằng Tiến, thằng Tùng. Còn anh em chúng tôi bụp cái này. Lấy ghế ra ngồi đi. Chị Trang này, bia đi. Bè đi. Ô, nhìn ngon đấy nhỉ. Mình chưa bao giờ ăn thịt gà gác bếp. Gác bếp thì có gì mà chả gác bếp được. Gác bếp là để cho nó xem nào. Bên ngoài cái miếng, cái da gà nó khói bếp này, gia vị nó ngấm vào này, khô này. Bên trong nó vẫn còn mềm thế này. Nếu mà các bác muốn ăn khô tí nữa thì các bác gác thêm một lúc nữa. Nhưng tôi chỉ gác này thôi. Thử miếng nhỏ trước đã nha. Ai bảo mà không ngon à? Thử đi chị Trăn. Uống này, tối nay còn thức khuya đấy. Chấm thử xem nào, em thử cái này ngon không nào, mình làm thêm ít ăn Tết nhỉ. To thế. Chấm này cay cay. Này thì cay lắm nhỉ. Ngon lắm. Ăn nè. Này nhìn này này. Thơm cá hộp. Thơm cá hộp á? Gà hộp á. Nhìn này này. Xem nào. Cay thế. Cho mình chín. Ô cay ác.
Cái này mà có bia Heineken thì ngon đấy anh thêm nhỉ. Đây làm gì có. Đây làm gì có. Em xem nào. Thịt nó trắng cái này nhỉ. Vẫn còn trắng đấy đúng không? Trắng. Mình nếu mà gác muốn để nó ngon hơn tí nữa thì nước chín nước chín. Cho khô thêm một lúc nữa, khoảng 2 tiếng nữa là khô hẳn, nhưng mà ăn đây thì ngon hơn đấy. Đừng có ướt nước tươi. Gác khô quá ăn khô. Ướt này cay thế. Ăn như không biết ăn. Em chỉ ăn thử một ít thôi. Nói phét thế chứ. Ăn xoàn xoạp thế này mà ăn thử một ít thôi. Rơi ra bàn cũng bốc ăn tiếp. Rơi ra phải không? Này mà có bóng đá bật lên xem xong ăn uống xem bóng đá nhỉ? Vừa hết rồi bóng đá. Hết bóng đá rồi à? Đá luôn đi. Vừa đá luôn đi. Cái da nó còn ngon hơn cái vỏ, cái thịt anh thêm à? Da nó có gia vị này. Thì nó khô. Ngon. Mang cho Giang con. Giang á? Ừ. Đây con kia mang về cho nó đây. Ăn à, bao nhiêu ăn cánh ăn không? Anh mời các bác. Để sau cái chuyện mà. Cái này mà các ông bảo không ngon à? Cái mùi khói nó cực kỳ ngon. Nói chung là so với gà nướng kia thì không ngon bằng đâu. Gà nướng kia nó mềm hơn. Cái này dai nhỉ. Nhưng mà cái này mình có cái hay ấy, là mình làm xong mình để trong tủ lạnh. Khi nào ăn mình bỏ ra mình hấp lại một phát là ăn ngay. Chứ gà nướng kia thì nướng xong cái là phải ăn rồi, không có để làm sao được lâu. Cái này hấp lên nồi cơm. Đây. Ơ thì cay quá. Ngon nhỉ. Ừ, thơm. Đi rồi. Uống hiệu không hiệu. Thơm thì thế nào. Nhưng mà nó có một cái hay ấy, là cái da này ăn ngon hơn là cái thịt. Gà. Gia vị nó dính ở đấy không? Gia vị dính hết ở đây. Thế cái con gà này em cho nó hơi cay rồi. Muốn cho nó ngọt thì mình lại về dao xỉ. Dao rạch ra á? Ừ. Rạch ra một tấm này. Gia vị nó ở trong. Dao mà anh rạch ra thì con gà nướng nó, à, con gà sấy nó rách hết. Nhà mình rách. Nó nứt hết. Cái này cay quá. Đấy, chung quy lại thế này các bác, món gà nướng này. À quên, món gà gác bếp. Các bác muốn ăn khô thì cái thời gian sấy nó cứ trên khoảng 12 tiếng. Còn như bọn tôi sấy 10 tiếng này thì ăn nó vừa phải. Nó không quá khô. Riêng cái gà này cực kỳ khó làm đấy. Làm mà nó không ấy, nó khô hết. Như cái con gà quay dưới Hà Nội thêm. Ăn khô lắm, không được, ngon. Được con gà bên nhục cá kia. Trên kia đấy ngon ác nhỉ. Gà chạy bịch 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 bịch. Giáp Tết đi mua về 10 cân nữa. Bay và phay và phay. Làm. Thôi anh em tôi vừa ăn xong rồi. Ra trông kia. Ăn trông nghe. Tí lại dùng xong. Khen gian thịt sấy. Đi ra kiếm miếng nhỏ nhỏ ăn xem nào. Miếng thịt trâu sấy đây. Bên ngoài nhìn nét xì nhưng bên trong mềm lắm. Đây. Ui da. Ôi nhìn bên trong đi các bác, nhìn bên trong đi. Đấy chưa, nó vẫn còn mềm như này cơ mà. Ôi ngon đấy nhỉ. Ăn hết thịt gà chuyển sang thịt trâu. Dằng ấy à, hè 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 hè. Chấm. Ô cái này đừng có chấm mạnh. Cái này mình sợ mất nhiều. Ra gì không? Ngon. Cái này phải cho thằng Tiến đạo diễn cơ. Thằng kia ăn thì dài lắm. Không bảo nó về ngủ đâu. Muộn rồi đấy, không có ông bảo nó. Thằng kia ăn á. Răng xong xé xong rồi. Cười xong nói. Vui lắm thằng kia. Thằng này không biết xấu hổ đâu mà. Nó trẻ con, nó vô tư thế mới vui chứ. Thôi, cảm ơn các bác. Cả ngày hôm nay chú cháu tôi đi, thằng Tiến giờ nó không ở đây. Còn thằng Tiến nó còn xấu hổ đi. Để dành cho nó. Ơ, kìa.
hai con gà để dành cho nó một nửa mai ăn. Tôi ăn xong rồi còn trông gì cả. Thôi, cảm ơn các bác nhé.